Cô gái đã tăng ca liên tục 7 ngày 7 đêm. Công ty lo ngại nhân viên đột tử, vội đưa cô ấy đến trước thang máy đặc chế. Lê Tấm Thân mệt mỏi bước vào. Kỳ lạ là khi cửa thang máy vừa đóng lại, chưa đầy một giây lại mở lại. Chỉ trong giây phút này, mắt đen trên mặt cô gái hoàn toàn đều biến mất, quần áo trên người cũng thay một bộ, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình lúc này phấn chấn tinh thần. Hurley đã vô số lần muốn thoát khỏi công ty, nhưng mỗi khi đi đến cửa, do dự một lúc khi đẩy cửa ra đi, thì phát hiện sau một giây lại bị đưa về vị trí ban đầu. Bất luận thử bao nhiêu lần, đều không thể thoát ra khỏi cánh cửa này. Và mỗi thứ sáu sau giờ làm việc, cô ấy sẽ đột nhiên nhảy vào giờ làm việc vào thứ hai. Không có cách nào để tận hưởng cuối tuần, và tình trạng thể chất của cô ấy chưa bao giờ suy sụp. Dù làm việc liên tục một tháng, nhưng vẫn cảm thấy năng động. Cuối cùng cô bắt đầu hỏi chủ quản bộ phận, làm thế nào để từ chức khỏi công ty. Suy nghĩ này thật đáng sợ, Marco và các đồng nghiệp không bao giờ dám nghĩ đến việc từ chức. Biết được nhân viên của công ty này tư cách bị chia làm hai, lại tư cách có trách nhiệm đi làm, thời gian làm việc sẽ chuyển đổi trở lại tư cách của cuộc sống. Ký ức của hai bên bị loại trừ lẫn nhau, nên cô ấy mới cảm thấy mình chưa bao giờ tan làm. Và một khi từ chức và rời khỏi công ty, nhân cách công việc sẽ biến mất, tương đương với cô của hiện tại đã trực tiếp chết. Nhưng nếu thực sự muốn đi thì cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần nhân cách công việc và nhân cách cuộc sống đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc thì có hy vọng rời khỏi công ty này. Trước bắt đầu vẫn có chút do dự, nhưng một thời gian dài cô phát hiện ra trong công ty thật rất chán, đồng nghiệp bên cạnh giống như một nhóm người không có linh hồn. Vẫn kiên quyết nộp đơn xin nghỉ việc, đơn xin từ chức có kết quả sau một ngày. Marco không dám tin, anh ấy chưa bao giờ thấy đơn xin nghỉ việc nhanh như vậy có thể nhận được sự chấp thuận. Hurley rất vui, thấy mình bên ngoài rất hợp tình hợp lý, cuộc sống như vậy cuối cùng cũng có thể kết thúc. Nhưng cô ấy quá lạc quan, nhân cách sống bên ngoài từ chối từ chức. Hurley giống như tia sét xông vào nhà vệ sinh. Marco rất không yên tâm, cô ấy đã ở bên trong hơn một giờ đồng hồ, thực ra là viết thư cho chính mình bên ngoài. Marco sợ cấp dưới nghĩ không thoáng, bảo chuẩn bị việc khác nên làm. Cho dù Hurley nhấn mạnh rằng mình mặc quần áo không gọn gàng, anh ấy vẫn trực tiếp mở cửa đi vào. Không có gì ngạc nhiên anh ấy phát hiện động tác nhỏ của Hurley, nhưng máy nhận dạng có thể kiểm tra đo lường được văn bản ở bất cứ nơi nào. Một khi bị kiểm tra đo lường mang văn bản rời khỏi công ty thì sẽ bị trừng phạt, mặc dù văn bản là hai cánh tay ghép lại cũng không được. Hurley không có ý định từ bỏ như vậy. Khi không có người chú ý, viết lại trên giấy ghi chú, nhìn xung quanh, nhân lúc không có ai chú ý gấp lại giấy và đặt nó vào hộp bút, xé một miếng cao su ngón tay, bọc bức thư, cắt bỏ phần thừa của ống đựng bút, nhanh chóng đứng dậy đến khu vực uống nước, muốn lấy một cốc nước và đặt ống đựng bút xuống. Sau lưng lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Marco giả vờ không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói với cô ấy, máy nhận dạng ngay cả văn bản trong cơ thể của nhân viên cũng có thể kiểm tra đo lường. Hurley giả vờ bình tĩnh, sau khi văn bản trong cơ thể phát hiện, công ty sẽ cưỡng chế lấy văn bản ra từ trong cơ thể. Và khi lấy ra có thể dùng một số thủ đoạn. Biết công ty không có kiên nhẫn, đợi cô tự nhiên thoát ra khỏi cơ thể, Marco đưa tay ra, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, vẫn là nhổ ống đựng bút ra, kế hoạch tẩu thoát lại thất bại. Nhưng Hurley vẫn không muốn từ bỏ, trong khi tham quan bức tượng cựu chiến binh của công ty. Vì một số vấn đề về lý tính của công ty, hai người phát sinh cãi nhau. Hurley nhân lúc kẽ hở bỏ chạy một lần nữa. Marco đang cãi nhau, đột nhiên phát hiện nhân viên không vâng lời này lại biến mất. Tháo qua hết góc này đến góc khác, Marco đuổi theo phía sau, nhưng Hurley đã đi trước một bước, quay lại lấy thiết bị chữa cháy, trực tiếp phá vỡ kính, báo động vang lên trên toàn tầng. Cấp trên đang đọc sách vội vàng lên đường. Hurley ném một tờ giấy đã viết ra ngoài, cánh tay cô đầy vết thương do kính vỡ. Marco lao tới và kéo cô ấy trở lại. An ninh đã đứng trước mặt, bây giờ cô ấy sẽ đi nhận hình phạt. Cũng lúc này, Hurley cũng nảy sinh lòng căm thù người này trước mặt cô. Nhưng Mark thực sự đang bảo vệ những cấp dưới theo cách riêng của mình. Cô ấy đã được đưa đến phòng chờ, đó là một hình phạt khủng khiếp, cấp trên đã đợi ở trong đó. Sau khi dùng thuốc chữa lành vết thương thì chính thức bước vào thời gian trừng phạt. Trong thời gian trừng phạt, cô ấy cần đặt tay vào thiết bị đặc biệt này. Cấp trên đã chuẩn bị tập tranh ảnh tư liệu, sau khi đeo tai nghe, mở băng ghi âm này. Bây giờ Hurley cần đọc lời thú tội, bật đèn lớn ngăn người thú tội tư tưởng không tập trung. Muốn rời khỏi phòng chờ rất đơn giản, chỉ cần đọc xong lời thú tội này thôi. Hurley theo văn bản kể lại bắt đầu đọc, các đường âm thanh trên tập tranh ảnh tư liệu không ngừng rung. Sau khi hoàn thành một vòng, cấp trên phán đoán đó không phải là lời thật, cô ấy cần lặp lại lần nữa. Hurley chỉ có thể tiếp tục, nhưng rõ ràng những lời thú nhận sau đó vẫn không xuất phát từ trong lòng. Cô phải lặp lại lần nữa. Rất nhanh đã là giờ tan làm, Marco vẫn còn ở trạm làm việc, lo lắng cho nhân viên mới vào nghề. Dường như tinh thần của Hurley phản nghịch, đánh thức một cái gì đó trong lòng anh ta. Các đồng nghiệp đã rời khỏi văn phòng, Marco cầm ra ảnh chụp chung mới, chuẩn bị thay thế ảnh của đồng nghiệp cũ đã từ chức. Khi đang thay, đột nhiên phát hiện đằng sau bức ảnh của đồng nghiệp cũ lại có một bản đồ, trên đó đánh dấu vị trí các bộ phận của công ty, còn có một khu vực không biết tên. Marco không có lựa chọn giao vé cấm này, thay vào đó nó được đặt vào khung hình mới. Hurley đã xin lỗi suốt một ngày đêm, cả thể chất và tinh thần đều bị tra tấn nghiêm trọng. Cấp trên vẫn cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu ký hiệu trên tập tranh ảnh tư liệu, và cô ấy phải tiếp tục đặt tay vào rãnh, đọc lại lời thú tội này.
Xem thời gian trên đầu, biết Hurley đã không rời đi được bao lâu rồi. Tắt bóng đèn chói mắt này, mang cô ấy tạm thời tan làm. Đến của tan làm về nhà, khi cửa thang máy đóng, sau một âm thanh du dương nó lại mở ra. Đối với nhân cách công việc của cô ấy mà nói, thời gian chỉ trôi qua một giây, nhưng tình trạng thể chất và tinh thần đã hồi phục như lúc đầu. Ngay cả sau khi đọc lại nó hơn 500 lần, cấp trên vẫn đợi lời sám hối chân thành đó. Lại qua 500 lần nữa, Hurley đã khóc, dường như đã thực sự nhận ra sai lầm của mình. Cô liên tục xin lỗi và nói xin lỗi, mỗi lời nói đều xuất phát từ trái tim. Nhưng người sám hối cấm sửa đổi câu đã viết trong bản xin lỗi. Cô ấy phải làm lại từ đầu. Không biết nó đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng rời khỏi phòng chờ. Marco hỏi cô ấy đã đọc nó bao nhiêu lần. Chưa đến 2000 lần. Trong giờ nghỉ trưa, cô trò chuyện với Seopang về phòng chờ. Sau nhiều lần ghé thăm phòng chờ, Seopang đã nắm chắc cửa ngõ. Anh ta thích tưởng tượng mình cướp vợ của người khác. Sau đó đối với chồng của cô ấy rất hổ thẹn. Chỉ cần đọc câu nói với tâm trạng này, thông thường chỉ cần một buổi chiều mới có thể rời đi. Marco không đồng ý với cách này. Chỉ cần mọi người tuân thủ các quy tắc trong bộ quy tắc ứng xử của nhân viên, phòng chờ chính là nơi trang trí. Tin rằng sớm muộn một ngày nào đó những nhân viên này sẽ đều có thể tận hưởng những lợi ích của việc tuân theo các quy tắc. Nhưng một điều khủng khiếp khác đã xảy ra. Đồng nghiệp phát hiện ra vé cấm trong phòng họp. Đây thực sự là cuốn sách mà cấp trên quên mang đi. Bây giờ anh ta rất sợ hãi, vội quay về báo cho đồng nghiệp. Cũng tại thời điểm này, Hurley phát triển thấy bản đồ giấu trong ngăn. Marco vội vã chạy tới muốn lấy lại. Bản đồ là một sự vi phạm hoàn toàn. Anh ta giải thích rằng đây là thứ mà anh ta vô tình nhặt được. Seopang chất vấn anh ta không giao cho lãnh đạo. Không ngờ Marco lại đạo đức giả như vậy. Mỗi ngày nói dạy người khác tuân thủ phép tắc, tự mình bí mật vi phạm. Ước nguyện ban đầu của Marco chỉ là không muốn cô ấy vào phòng chờ. Những địa điểm trên bản đồ này đều là những địa điểm không được phép bước vào. Thậm chí còn có một khu vực chưa biết. Cô cảm thấy đó có thể là cách rời khỏi công ty. Marco nghĩ đó chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc. Hurley đột nhiên cảm thấy người trước mặt càng thêm vô lý. Những người anh trai tốt cũ rời đi mà không có dấu hiệu. Anh ta không hề quan tâm đến những manh mối để lại. Đơn giản chỉ là một nhân viên rất ngoan ngoãn. Marco tức giận giật tấm ảnh, cầm ra máy hủy tài liệu và nhấn mạnh rằng anh ta thực sự không quan tâm đến những điều này. Chưa đầy 3 giây sau, bản đồ quan trọng này vừa biến mất, cả hai đã bắt đầu chiến tranh lạnh. Vừa lúc đó một đồng nghiệp bước vào, đưa bọn họ đến phòng họp nơi có vé cấm. Trong ngày này lại xuất hiện hai loại phiếu cấm cùng lúc. Công ty quy định ngoài quy tắc chung của nhân viên, cấm đọc bất kỳ văn bản nào khác. Mark trực tiếp cầm sách ra. Hành động này gây sốc cho đồng nghiệp. Seopang thấy rằng anh ta đang phản kháng, bởi vì Hurley nói anh ta là một nhân viên ngoan ngoãn. Ở trang đầu của cuốn sách, phát hiện cuốn sách này là do người khác tặng cho anh ta. Có người cho rằng đây là một bài kiểm tra độ trung thành của công ty. Kiểu tôn thờ mù quáng này đơn giản là khó coi, nên nộp ngay. Không biết là vì giận dỗi hay là nguyên nhân khác, anh ấy đã chọn để lại cuốn sách này. Trong nhiều ngày sau đó, anh ta lại dần mê những văn bản khó coi này. Thường khi đồng nghiệp đi ăn cơm, bí mật mô tả nó nhà vệ sinh đọc. Tác giả đã viết quan điểm cuộc sống của mình trong cuốn sách. Một vài từ trong đó đã chạm sâu vào trái tim của Marco. Sự khác biệt của người và máy móc. Máy móc không có cách nào suy nghĩ độc lập. Người sẽ tuân thủ quy tắc, nhân vật vĩ đại sẽ tuân theo nội tâm, và kẻ bắt nạt không có gì ngoài lời nói và dối trá. Nếu bạn phát hiện bản thân bạn đang tuân theo một quy tắc nào đó, nhanh chóng dừng lại và hỏi, cần làm thay đổi có thể chính là chính bạn. Cuốn sách này giống như một thế giới hoàn toàn mới, mở tâm hồn của Marco, và một hạt giống phản kháng cũng lặng lẽ mọc rễ.